Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe máy tử vong trên đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh sự việc và đề nghị người nào chứng kiến có camera hành trình vụ tai nạn giữa xe máy và xe buýt tại phố Lê Trọng Tấn thì cung cấp cho cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 5 tháng 10, tại trước cửa số nhà 210 phố Lê Trọng Tấn, xảy ra va chạm giữa một xe máy biển số 88LD40311 và một xe buýt chạy cùng chiều. Hậu quả khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.